Miss Saigon, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam. Xin chào các khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang cùng tới với hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ chảo lửa Gelora Bung Karno ở tại Jakarta, Indonesia. Sân đấu có sức chứa lên tới 77.163 chỗ ngồi, nơi chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng, trận bán kết của đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển quốc gia Indonesia. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu, đây sẽ là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong ngày hôm nay. Vẫn sẽ là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và thủ thành Đặng Văn Lâm đứng trong khung gỗ. Ngoài ra, chúng ta đón chào sự trở lại cực kỳ quan trọng ở hàng tiền vệ tới từ Văn Đức. Phan Văn Đức sẽ trở lại, cùng với đó là Hoàng Đức, hai cầu thủ ở hàng tiền vệ và hàng công của đội tuyển Việt Nam. Bên cánh phải, Vũ Văn Thành cũng sẽ là một sự xuất hiện. Mark Lok, cầu thủ gốc Hà Lan, thực hiện quả đá phạt góc. Đánh đầu, may quá. À, cũng đã khẳng định là đội của ông thì sẽ chơi tấn công trước cầu thủ Việt Nam. Họ cũng đang đá khá rát trước đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó thì đây là một cuộc đối đầu 100. Đứng trước bóng lúc này đang là Đỗ Hùng Dũng. Hãy cùng xem đội tuyển Việt Nam có thể khai thác được tình huống này hay không. Vừa rồi là pha ra chân của Quang Hải, nó cũng đã khiến cho hàng phòng ngự của Indonesia bất ngờ. Lúc này thì ở Jakarta nhiệt độ đang vào khoảng 31 độ. Đây là một cơ hội của Indo. Vâng, suýt nữa thì cú chạm chân của Duy Mạnh lại trở thành gây khó cho Văn Lâm. Vâng, đó cũng là một tình huống gây hú tim cho anh em chúng ta, cho tất cả khán giả đang xem. Sau tiếng cổ vũ của khán giả. May quá. Vâng, cú hồn. Đó là cú đá của Sajuri. Cho đến lúc này thì Sajuri vẫn đang là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội hình của Indonesia. Đúng. Đây là một cú đá có lực, bóng đập đất và tạo ra quỹ đạo tương đối khó. Tuy nhiên thì Văn Lâm cũng đã có một tình huống khép góc rồi. Vâng, và vì là cái micro để đằng sau nó rất gần cái biển quảng cáo nên là nghe đến bụp một phát tưởng là nó cũng mạnh. Xem bóng đá thì lên FPT Play đó. Vâng. Nguy hiểm quá. Hay. Rất hay. Đó được là Văn Lâm. Lên rồi. Vâng. Đây chúng ta xem một tình huống nguy hiểm. Văn Lâm khép góc rất nhanh. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống này. Làm lần nữa khoảng cách. Trong lúc chúng ta đang xem phần quay lại thì lại thêm một pha bóng nữa, Văn Lâm đã thể hiện được khả năng phản xạ cực tốt của mình. Lại là cái tên Saju. May là Văn Lâm hay, ngoài ra thì anh Ferdinand này cũng dứt điểm như là anh Ferdinand cực diện. Nên là đây là những giây phút rất là nhạy cảm. Nguy hiểm quá. Và giờ đây là Tuấn Anh. Không có lỗi. Một lên pha, trời rồi. Một pha phá bóng phải nói là top team, nhưng mà Tuấn Anh thì rất là bình tĩnh trong pha này. Thứ nhất là thể lực của cậu ấy còn, nên là động tác rất chính xác. Đây chúng ta nhìn này, kể cả trong vòng cấm, kể từ khi vào sân thì Tuấn Anh đã có 3 pha tranh chấp thành công, toàn là những tình huống giải cứu ở ngay phía rìa ngoài vòng cấm địa cho đội tuyển Việt Nam mà thôi. Một hiệp đấu cho đến lúc này là xuất sắc của Tuấn Anh. Vâng.